Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Bừng dậy trước một ngày mới, con dọn mình sẵn sàng để đón nhận những điều kỳ diệu của tình yêu đầy lòng thương xót mà Chúa Cha dành cho con. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Chúng ta cần giao tiếp với nhau, khám phá những di sản phong phú của nhau, quý trọng những gì nối kết chúng ta lại và xem những dị biệt như là cơ hội để phát triển trong sự tôn trọng lẫn nhau. Hôm nay, con nỗ lực ý thức về những điều tốt lành nơi mỗi người mà con gặp gỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con dành thời gian để nhìn lại sự đáp trả của mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa được trao ban qua Chúa Giêsu, một tình bạn thay đổi cuộc đời chúng ta và đổ đầy trong chúng ta lòng nhiệt thành và niềm vui. Từ chính tình bạn này mà nguồn mạch của những tương quan với tha nhân có thể triển nở. Con tự hỏi mình có dành thời gian để nuôi dưỡng tình bạn với Chúa Giêsu khi cầu nguyện hay không? Lạy Chúa, xin cho con ở lại trong tình yêu của Chúa, vì trong tình yêu của Chúa mà mọi tương quan tình bạn được triển nở. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con để cho những suy nghĩ lắng đọng và tập trung vào hơi thở của mình. Con nhớ lại ngày sống và nghĩ đến những cuộc gặp gỡ trong ngày hôm nay, rồi suy xét xem những cuộc gặp gỡ ấy đã diễn ra như thế nào. Những cuộc trò chuyện của con hôm nay ra sao? Con có dành chỗ cho sự đối thoại và sự cởi mở không? Con có tạo ra được những mối tương quan không? Hay con vẫn giữ khoảng cách và thờ ơ? Con có vun sới cho sự gắn bó vượt xa những dị biệt không? Hãy chú ý đến những điều mà con khám phá ra và quyết tâm thăng tiến sự cởi mở đối với tha nhân trong những tương tác hàng ngày. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.